Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ quản lý nguồn của thương hiệu SS Sound. Đó là cái bộ FDB2. Thì trước đây trong kênh mình cũng đã có từng quay video về cái mẫu này rồi. Thì cái đợt này hàng về nó làm cái thiết kế mới hơn. Thì mình cũng quay sơ một tí để giới thiệu đến các bạn cái bộ quản lý nguồn FDB2 này. Hay chúng ta vẫn còn gọi là cái bộ chuyên nguồn đó. Thì hiện nay thì các cái bộ chuyên nguồn này được dùng khá là phổ biến. Hầu như những cái hệ thống như là các cái bộ dàn karaoke này, hay là cái bộ âm thanh hậu trường, hay là sự kiện, thì chúng ta đều cần sử dụng cái bộ chuyên nguồn. Vì nó có, trong đó nó có một cái chức năng là bật tắt tuần tự đó, rất là cần thiết cho cái hệ thống âm thanh. Thì đây là hàng nhập khẩu chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sơ một tí cái mẫu FDB2 này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu quản lý nguồn, có cái mã là FDB2 của thương hiệu SS Sound. Đây là một cái sản phẩm của công ty Hoàng Tùng, hàng nhập chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Thì trong cây mình cũng đã làm một vài cái mẫu về quản lý nguồn rồi, bộ chuyên nguồn đó. Thì có cái mẫu FDB2 này. Như cái đợt này nó về hàng mới, nó thay đổi thiết kế, nó làm mới thêm một tí, nó làm thiết kế mới hơn nên mình cũng muốn quay lại một cái video để cho các bạn xem. Ngoài ra mình cũng có làm cái bộ của CMAX này, A940, đó là cái bộ xài được cả 2 pha và 3 pha, thì rất thích hợp cho chúng ta xài cho sự kiện đó. Nó xài được cả điện 3 pha 12 cộng và cả cái bộ của thương hiệu EK, sản xuất tại Hàn Quốc. Thì cái bộ nó sẽ chuyên dùng cho cái hệ thống âm thanh thông báo, nhạc nền đồ hơn. Thì rất là nhiều mẫu, thì các bạn có thể tham khảo một tí ở trong kênh. Thì cái bộ FDB2 này thì về cơ bản thì nó cũng là chuyên nguồn 8 kênh thôi. Nó có 8 cái cổng nguồn phía sau này, như mọi cái bộ chuyên nguồn khác thôi. 8 cái cổng và hai cái cổng phía trước này. Ở đây nó có một cái đèn để mình cắm điện một tí. Dây nguồn cũng khá là lớn, dây nguồn rất là lớn. Ok. Thì phía sau nó có 8 cổng để chúng ta gắm các cái dây điện vào, dây nguồn vào. Và phía trước có 2 cổng. Ở đây có một cái đồng hồ để đo điện áp. Và đây là có 8 cái nút để cho 8 cái cổng nguồn phía sau này. Còn đây là cái aftermat cho cái bộ chuyên nguồn này. Thì cái này nó có một cái mới hơn một tí là nó có thêm cái nút tuần tự này, nút công tắc tuần tự này. Thì chúng ta không phải cần bấm từng cái nữa, chúng ta chỉ cần bật lên thì nó sẽ tự động nó nhảy từng cây lên 1, 2 tới 8, rất là tiện. Và khi chúng ta tắt thì chúng ta cũng bấm một cái thì nó sẽ tắt lại ngược lại 8, 7, 6. Đây là chức năng tuần tự rất là cần thiết cho các hệ thống âm thanh. Thì các bạn làm âm thanh thì các bạn biết rồi, đây nó có khi chúng ta bật một cái hệ thống máy lên thì chúng ta sẽ bật từ trên xuống, mixer này, rồi các bộ xử lý công suất, vân vân. Và khi chúng ta tắt thì chúng ta tắt ngược lại, tắt công suất, rồi tắt bộ xử lý, rồi tắt mixer. Thì đây cái bộ này, cái bộ chuyên nguồn thì nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đó, rất là cần thiết cho hệ thống âm thanh. Bộ chuyên nguồn thì nó đơn giản vậy thôi, nó có mới một tí, thiết kế khá là đẹp. Này thì chúng ta có thể xài cho hệ thống âm thanh hội trường này, xài cho bộ karaoke, hoặc là chúng ta xài sự kiện thôi cũng được. Giá cũng khá là mềm thôi, hàng nhập chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. FDB2 của SS Sound. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.